quá nhà ơi. Dạ thưa cô. Ngoài ăn có hồi cái ly ốp ra ngoài, cái ly nãy nhà bắt. Nãy còn để ngoài cái thau á. Để chút tôi rửa. Trời sợ mất ly hả ngoại? Nè bữa nay con cho thêm hai ngoại hai cái chén nữa nè. Để làm kỷ niệm của con ha. Kỷ niệm hai cái muỗng luôn. Rồi chừng nào chụp hình nè. Rồi để kỳ này con về con rửa cho hai ngoại hai tấm hình nha. Hai thằng cháu nha. Luôn nha. Dạ, thành gia đình ha. Làm gì mà nhớ mà đòi hình dữ vậy? Hồi nào giờ chưa gặp cháu. Dạ. Qua không đâu có gặp đâu. Dạ, bữa đó qua nó đi học. Dạ. Nhưng mà con nói trước luôn nha. Tấm hình là một cái hung đó nha. Cũng được. Được. Được, chịu không? Chịu. Chịu được kìa. Dạ. Thì chè bắp á. Hồi đó có như là lâu rồi ngoại. Con nấu hả con mua? Con nấu. Ngày nay ở nhà là con nấu con làm đồ. Sao bữa nay con ở nhà? Tại vì bữa nay chủ nhật con được nghỉ. Dạ hả? Dạ. Rồi anh Phong nói đi vô hai ngoại, con nói vậy thôi em nấu đồ em đem vô cho ngoại ăn. Đó, hai ngoại. Ăn đi chị. Dạ, hai ngoại ăn chè đi. Coi con nấu có ăn ngon đi. Không? Ngon lắm. Mời chờ dạ. Ngoại tới luôn. Rồi ngoại. Ngon không? Ngon quá. Ngon quá. Chè bắp đó. Ngon. Ngon quá. Nhưng mà nó béo. Con khoái béo lắm. Rồi xong rồi con tặng hai ngoại hai. Nhưng mà luôn đó. Bà ngoại cũng đi người ta nấu bán đó, ngoại cũng ăn nhưng mà không ngon bằng này. Dạ tại vì ở ngoài chợ thường ta bán người ta để bột cho nó đặc lại á. Đặng ta để lâu được. Ê, họ hỏi ngoại nói thật lòng không? Thiệt. Thế hả? Có sao nói vậy à? Nói sao có sao nói vậy người ơi hả? Ê, em ăn mỡ hả khen vậy hả? Mệt vô cũng tan chứ ha. Dạ, ăn dính miệng luôn kìa. Trời ơi, ăn mà có cả trời ơi quý. Ăn chùa cho ổng kìa. Nhiều nhở? Thấy cái bộ ngon nha. Ngon. Quả hai ngoại thích ăn đồ ngọt không? Hả? Hai ngoại chắc thích ăn đồ ngọt lắm ha. Không nghe, bà Tư không nghe đâu. Không nhìn thấy ăn là biết thích ăn đồ ngọt. Vợ con hỏi á là hai ngoại thích ăn đồ ngọt không? Thích. Thích ăn chè không? Vậy là gu giống con rồi đó. Vậy đợt sau mua thử làm chè nữa nha. Thích ăn chè gì? Hai ngoại thích ăn chè gì? Thích ăn chè đậu. Đó. Đậu gì ngoại? Chè đậu trắng á. À chè đậu trắng, trời ơi giống con luôn. Con giống ngoại. Chè đậu trắng. Nước cốt dừa không ngoại? Hả? Nước cốt dừa không? Nước cốt dừa. Chè đậu trắng phải có nước dừa à? Dạ. Có mới ngon. Chị dạ. Sao đem chè đậu trắng ăn ha? Dạ. Bữa nay nè, hồi sáng con đi chợ, cái con thấy người ta bán bắp. Bắp trái ngon lắm. Cái con mua. Rồi cái cô đó cũng nói thôi có bao nhiêu mua hết giùm luôn đi. Rồi cái con mua cũng gần 2kg luôn á. Con về con nấu con cho người ít ăn cho vui. Ôi thấy hai ngoại ăn sao con thèm quá trời. Trong đây là con có để đậu xanh nữa đó. Như hồi nãy là không rớt cho cậu ăn. Mà thấy thèm. Thèm đó. Luôn á. Nãy không rớt cho cậu ăn. Nó có cho con ăn đâu. Thấy vậy á, chú nhỏ này nó ác lắm không ngoại. Nãy trước khi đi con cho anh ăn chén rồi. Ăn chén chặt bụng rồi. Để thôi đó. Không cho anh ăn vô để anh dành với hai ngoại làm sao. Em coi bà hai ăn chè dính vú kìa. Quá trời có giấy. Quá rồi, phải từ từ để chân nó lao. Lao bằng tay đi em. Có chừng, ê đừng có lợi dụng nha. Quá rồi, nhiễu nhão quá rồi bà hai ơi. Ăn nữa nha mày. Tôi no muốn chết rồi. Dạ. Tôi no. Tôi có còn có mỗi người miếng nữa kìa. No rồi. No rồi ha. Để đây cho hai mày luôn nha. Là tối không ăn, ăn không tiêu. Ăn bây giờ chứ tối ăn không tiêu. Tối không dám ăn đâu. Vậy thôi nè, mỗi người còn có miếng nè, đâu. Nè hiện giờ còn có miếng nè. Không nổi rồi. Không nổi cho anh, ăn nhiều quá không. À dạ. Hay là gửi tủ lạnh. Thấy ăn mà khắc thèm luôn á.
Thành không biết hết nè. Vợ con á nói là ăn xong rồi tặng cho muỗng cho chén luôn á. Chịu không mày? Chịu. Chịu. À, làm kỷ niệm luôn. Cái ly, cái chén, cái muỗng luôn. Dạ. Nhưng mà không ngán ngán nữa. Dạ. Đó là sao không? Rồi đúng là ngoại tư thích ăn ngọt. Trong mỗi video mà con quay hai ngoại á, nó cũng trong đó tình người nhiều chứ lắm, giữa người cháu với hai ngoại, xem hai ngoại giống như là ngoại của con vậy đó. Đúng đượm tình người. Dạ. Thì cái ngoại, hai ngoại có cảm nhận được không? Được. Bởi mới nhớ đó, mới sinh hình đó. Mày đứng hai bên nha. Dạ. Trời ơi, phải kỹ gì luôn hả? Ừ, cháu đứng hai bên. Thôi giờ vậy nè, em với anh với hai ngoại chụp hình đi, về rửa cho hai ngoại tắm luôn. Đúng rồi, một hồi. Một hồi nữa đó, sẽ con với Trần với hai ngoại chụp ha. Làm, sẽ gửi cho hai tấm. Một tấm của con Trần với hai ngoại. Đúng rồi, với một tấm hình gia đình của hai vợ chồng con. Ừ. Với hai đứa con. Hai đứa cháu nè. Dạ. Trời ơi, bà Tư cái gì, ở bà hai cái gì cũng lẹ cho người ta. Rồi uống nước đi ngoại. Thấy không quý vị? Đó là thật sự là hai ngoại là ăn rất mạnh. Rất mạnh luôn á. Nên hả là quý dữ lắm. Thì chỉ có mỗi lần đi qua đó sẽ giống như suy nghĩ, hỏi hai ngoại thích gì sẽ mua hoặc làm cho hai ngoại ăn, cho hai ngoại dùng, ăn nhiều có sức khỏe. Cảm ơn cậu mợ. Dạ, kỳ sau ăn chè lẩu trắng ha. À. Ôi. Thấy hấp dẫn quá em ha. Dạ. Ok. Okay. Con là hồi lúc mà con có bầu thằng trai lớn của con á, là con nấu chè con để trong tủ lạnh con ăn mỗi ngày luôn. Ngọt ha. Con ghiền ăn đồ ngọt dữ lắm. Con nấu chè bắp lần một nồi vậy nè, rồi chè đậu trắng cũng vậy, nó con ăn hết chè bắp, con nấu chè đậu trắng con để trong tủ lạnh con ăn mỗi ngày. Có tủ lạnh là để được. Dạ. Xong chưa mày? Thích ăn chè bắp mà nấu nhà vậy nè, còn chè bắp bán á, người ta để bột nó đặc dữ lắm. Ừ, nó không có ngon bằng này. Quý vị ơi, chú kìa. Thấy chưa? Thấy chưa? À, còn cái này không chịu nữa rồi. Nhiều quá, ăn một hết rồi. Cái đó chè bắp Trần nấu nha quý vị. Thêm nước không ngoại? Thêm nước không? No, quá no. Quá no. Quá no. Nếu kiểu này là tối nay có ăn tối không? Không, bận đêm ngoại không ăn tối. Đâu ăn tối. Vì một tiểu ăn nó không tiêu. Dạ. Nữa ăn giờ cho mà gửi ba đó gì. Dạ, hồi nhớ lấy sổ đưa con nha. Dạ. Chứ bởi vì giò chân không có ăn nếp. Một hồi nữa hay cho uống đi. Có không? Có omeprazol đó. Trong thuốc hai ngoại có không? Có, trong thuốc của ngoại. Vậy trong lúc này nè, cũng 5 giờ rồi đó, lấy cho thuốc cho ngoại uống luôn đi. Hai ngoại lấy thuốc ra uống đi ngoại. Hồi uống đi khoảng nửa tiếng nữa. Ủa đi đâu vậy ông ai? Đi lấy thuốc. Ơi, mở đèn ở đâu? Mở đèn chỗ cục đó đâu. Đi chỗ đó, chỗ cục đó. Rồi. Cục chấm chấm nó bớt mà cháy. Đó quý vị ơi, nhìn bà hai đi thấy yếu quá trời luôn rồi. Tính ra ngoại tư á, thấy ngoại tư khỏe thì con cũng mừng đó nha. Cố gắng giữ sức khỏe nha. Ngoại khỏe hơn bà ơi. Ngủ nhiều nè, ăn nhiều nè. Nhưng mà bây giờ đang lúc bệnh đó là không có ăn chay nha. Ăn mặn lên cho có dinh dưỡng. Rồi có không ngoại? Có. Trần đang vô lấy thuốc. Bà Tư đi lấy thuốc không đi? Không phải.
lấy sổ để ủa nè, lấy thuốc hay lấy sổ? Lấy sổ để mời. Thôi lấy sổ đi ngoại ơi, ngoại tư ơi. Chứ hình như bên ngoại tư có cái thuốc nha, đưa sổ coi nha ngoại tư. Ừ. Này lấy thuốc cho tôi uống coi. Đó, quý vị, đây là cái phần của ngoại tư. Ủa sao chưa có chảy nệm nữa ngoại tư? Dạ, chưa chảy con ơi, để mời mượn bà ba bà lờ đẳng bà lợi bà chảy. Dạ, nhớ chảy nha. Ừ. Tôi dọn trong cái giường cho nó gọn hơn nha. Ừ. Rồi bước vô là nghe mùi dầu 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 gió xanh nè hè. Ừ, đây nè, tôi để đây nè. Dạ. Rồi đó bà Tư, bà hai đem ra rồi đó. Lấy xong rồi đem ra nha bà Tư. Ừ. Một tiếng nữa hả, uống thuốc nha ngoại. Ừ. Tại mới ăn á. Chừng nào đi ngủ uống nha. Mới ăn đâu. Ok. Cái lần hồi uống thuốc tiêu á. Bà uống cái này là cái này uống lần hả? Ngày sáng một viên, chiều một viên nè, hổng phải uống đúng không? Đó chắc của ba cũng lo mấy cái đó chắc được mà. Này chiều một viên nè, cái này uống buổi chiều thôi nè. Còn để sẵn ra đi, lần hồi ngoại uống nha. Ừ. Cái này là cái trong bịch đấy đó. Dạ. Uống mất rồi ta. Liều đầy uống uống đủ liều không? Có không bà Tư? Khoan mở kiếm coi. Đâu rồi đó. Giờ uống giờ thôi sáng. Này uống buổi sáng à. Thì tôi với bạn ngày còn sáng một viên. Ngày. Sáng còn, một viên. Còn một ngày thuốc đúng không bà ngoại? Rồi con phải không em? Dạ. Ừ. Nên giờ vợ còn vợ chồng con sẽ lấy mấy cái sổ khám bệnh về ha. Này uống buổi sáng thôi. Cái bịch đó uống buổi sáng nha. Còn được cái này. Này sáng chiều nè. Không có cái này mất rồi không ơi. Cái này chiều. Không có mất đâu, để con vô. Mất rồi đấy. Có sổ sao còn mất nữa. Mới mới uống hồi sáng nè, ngoại mới uống hồi sáng nè, bỏ ra mất rồi không biết. Ngoại mới uống hồi sáng nè, giờ bỏ ra mất rồi không biết. Uống sổ á. Cái sổ hả? Đèn lên. Sổ chứ thuốc luôn. Thuốc rồi uống chứ. Rồi nhớ cho cháu nhớ nha. Nhớ nơi cho cô thuốc rồi. Đổ tim đó. Mở đèn lên cho ánh sáng dần mình. Trời đất ơi. Ở này có cô tối đi uống ha. Dạ. Lát cùng bông hết trơn ha. Chồng đi ngủ uống. Ăn gì rồi hồi ăn thêm miếng cơm không? Ở này có đất bền cho no, không mua không? Ủa no quá không á. Tối uống nha, lát uống được rồi. Đúng rồi, kiếm chừng nào mới. Con về đi khoảng nửa tiếng nữa uống ha. Ờ. Nửa tiếng nữa đi rồi. Ồ, quá trời rồi, gọn hơn mẹ ơi. Nó gọn hơn đi. Đây nè con. Rồi, 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 đem ra luôn. Đây nè con. Dạ, đem ra luôn. Dạ. Cái đơn thuốc của tôi không hả? Đừng nhấp. Bây giờ con về, con chỉ lấy cái đơn thuốc thôi. Tại vì đi mua thuốc anh. Thì lấy cái đơn thôi. Ngoài giữ lại cái sổ. Khi nào mà đi tái khám thì mới đem hết cái này theo. Dạ. Nha. À vậy được phải không? Mua để, ừ đúng rồi, đem đơn thuốc thôi. Đem đơn thôi. Vậy đâu, đâu có sổ đâu. Có sổ đâu ngoại tư. Thuốc của ngoại không đâu. Nè. Không phải ngoại tư có uống không? Có. Dạ. Ủa mà ngoại tư còn nhiều thuốc mà. Ủa mà thuốc đó là thuốc gì? Mày thuốc vợ con mua nè. Không phải, ở dưới đất kìa. Thuốc này lãnh trong chậm xá lâu lắm à, rồi, bỏ rồi không có uống. Nhiều. Nhưng mà thuốc trong bịch này là còn nhiều không? Còn nè. Dạ, vậy là khách cũng còn ít quá. À nè, dạ dày nè, của ngoại có cái thuốc dạ dày nè. Em kiểm tra bên đó. Em kiểm tra bên bà Tư rồi. Bà nhất đó. Rồi, đưa sổ cho bà Hai đi. Được rồi. Nè ngoại, ngoại cất cái sổ lại đi ngoại. Cất kỹ nha ngoại. Cái sổ của ngoại. Ngoại Hai. Tùm lum quá. Người mà cuốn vậy đó. Cuốn. Kệ đi. Để vô luôn. Cái đó của bà Tư phải không? Dạ, giữ cái sổ lại. Con coi cái đơn thuốc coi. Thuốc của ngoại còn cho nên là thôi cũng thẳng không mua nha. Tại em kiểm tra nó còn nhiều không? Nhiều khi đó là cái mặt trên còn cái phim ở dưới kìa. Sao?
Em nói đi em. Gì anh? Em nói ở trong đó là còn bao nhiêu không để mà mình định hướng cho cô chú luôn chứ mình ấy mà. Kể như bây giờ ở trên đó đó là hiện giờ của bà Hai là còn chưa một ngày thôi không? Còn bà Tư hiện giờ là còn nhiều không? Trời ơi, để em coi từ từ anh, bữa em nhìn vô cái em trả lời anh liền được nữa. Kiểm tra thuốc kìa. Thì đây nè, em đang kiểm nè. Tụi nó đang kiểm nha quý vị. Mỗi nổ nó cái nó nhằn nó bút rồi kìa. Ngoại, anh hiếp còn dữ lắm đó ngoại. Chứ hói gì bà, mà bà, nói, bà, trời, bà, mấy cái này dòm vô trả lời liền được thôi. Hai bà ngoại ơi. Có lời nào nói với nó không cho nó bớt ăn hiếp con ơi. Tôi đâu biết nói gì. Trời ơi, không thương con gì trơn hả? Thương mà cháu nó đang kiểm thuốc mà. Trời ơi, Bình nha. Cái gì này lạ lạ gì ta. Nhớ Bình nha. Dạ thưa quý vị, thì Trân đang kiểm tra thuốc. À tại vì thuốc của ngoại bên này là tới uống tới 1 tháng lận. À nếu vậy thôi thuốc của ngoại hai khoan đi. Nè, mỗi cái nè 28 viên là uống tới 1 tháng lận. Còn tôi của ngoại Tư là chỉ có 1 tuần thôi. À vậy thôi ngoại Tư còn nhiều rồi. Ngoại Tư còn nhiều lắm tại vì lấy 1 tháng lận. Dạ. Dạ. Của ngoại Tư là tới 1 tháng lận. Vậy là đợt này xin cho ngoại hai thôi. Ừ. Còn nhiều lắm nè, ở đây 28 viên, 28 viên không nè. Nói chung á là ngoại Tư á thì sức khỏe là nó ok hơn bà Hai. Đó ngoại hai là uống 1 tuần nữa đi rồi đi tái khám đó. Lẽ ra là 1 tuần là phải đi tái khám đó, uống hết thuốc rồi phải đi tái khám. Rồi nhưng, sao? Nhưng mà điều kiện đi tới đi lui khó khăn quá. Ý hỏi ngoại kìa. Đi không? Tại vì hồi bữa rồi là lẽ ra ngoại hai là bắt nhập viện luôn đó. Nhưng mà cuối cùng là nó họ đơn chiếc không có ai nuôi rồi bác sĩ nó cho thuốc về uống. Thành ra là lẽ ra là uống hết 1 tuần thuốc là phải đi tái khám. Giờ mua thuốc này uống được không? Dạ. Thì nói chung là mình có đơn thuốc của bác sĩ rồi thì mình cũng quay lại ngay chỗ cũ hả mình đúng mua. Rồi. Tại vì thuốc của ngoại là mua chứ không có lãnh, tại vì không có bảo hiểm. Mua ha. Dạ. Rồi bây giờ là sẽ mua không? Cho bà Hai thôi chứ không mua cho bà Tư. Tại vì Tư còn nhiều thuốc lắm nha. Dạ, thưa cô chú anh chị, thì những sẽ lấy những cái bên đơn thuốc á là mua cho bà Hai thôi, còn bà Tư thì còn nhiều. Rồi thì Phong cũng xin kết thúc clip, thì cũng kính chúc tất cả cô chú anh chị một năm mới thật nhiều sức khỏe, luôn luôn là mang phát tài vạn sự như ý, và hãy luôn đồng hành cùng Phong để mà có động lực là like chia sẻ nè, đăng ký kênh đồng hành cùng Phong giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Hồi nữa ngoại nhai. Thì Phong cũng xin kết thúc clip nha. Em Phong xin là nhai á ngoại hồi đi hả nhai. Cái này ngoại đâm, cái này ngoại đâm. Có đang chút thì ngoại đâm cho bể ra mà mày uống. Nhai á, cái đó là mình để răng đầu nhai. Ngoại đâm không mà. Rồi Phong bỏ cho cái chén mà ngoại đâm. Thôi chào đi ông Hai ngoại. Bà Hai ơi. Bà Trân ơi. Bà Phong ơi.